Chào mọi người, chào quý ông bà cô bác nhé. Chúc mọi người một ngày mới luôn thật nhiều sức khỏe. Sư huynh chào ông bà cô bác nào. Cháu Ly xin chào ông bà cô bác nào. Cháu Ly xin chào cô bà cô bác. Xin chúc ông bà cô bác. Xin chúc ông bà cô bác thật nhiều sức khỏe. Sư huynh, hôm nay lại tiếp tục đồng hành với tem rồi cô bác ạ. Hôm nay thì mấy anh em đang có mặt ở trong khâu vai. Đấy, có biết chỗ này chỗ nào không? Ô bác thì thách thành thì anh chị ra chị ra. Ô thách thành thì sao? Chủ yếu sắp bao tiếng mà sao? Ta lấy ra là mà sao? Chủ lý tôi dù chủ yếu sắp bao tiếng mà sao? Thì bao tiếng này. Lý bảo cái chỗ này là cái chỗ nào nhìn nó có quen thế nhỉ? Nhìn quen quen là đây này, em chỉ này. Đấy, có biết chỗ kia là chỗ nào ở bên kia không? Đây này, nhìn thấy cái bạt xanh xanh gì không? Ô bác, ô bác. Cách ở dây núi kia cả. Ừ. Lúc chạy đến chỗ thì nè, chỗ đây là chỗ nào có nhớ không? Nó không thể nhớ, nhớ không thể đi. Không thể nhớ, bao giờ không thể thế này. Mù, ở bây giờ mà chỉ bao nhiêu trò đấy. À, Ely bảo là cái chỗ kia hình như là mình đi rồi thì phải á. Đấy, em chỉ nhà xanh xanh cái bạt kia kìa, ở xa xa kia là nhà người yêu đấy. Nó bên kia khác, bên này khác, nghĩa là hai dãy núi khác nhau. Hôm nay là ở đây là nhìn thấy nhà người yêu rồi nha, nhưng mà chưa được gặp người thôi. Đâu. Ừ. Khó tìm phế một đô là ơi. Có tiêu chạy con cho thì phế ít phế thêm một đô là. Phế một đô là. Thế mà cũng không nhận ra đấy. Chỉ có quên là hình như đi rồi thì phải á. Đi rồi. Nghĩa là anh Ly thì cứ đi đâu đến đâu thì biết đến đấy thôi cô bác ạ. Để mà định hướng phương những cái chỗ nào thì khả năng là hơi khó. Cô bác thân mến, ba anh em đang có mặt chỗ đường xuống dưới nhà cháu Mai. Nghĩa là ba chị em cháu Mai cô bác ạ. Trước thì gọi là bố cũng về rồi, cũng khá lâu rồi anh em chưa quay trở lại thăm các cháu ấy. Hôm nay thì anh em cũng vào đây để thăm lại các cháu và mang cái món quà của chú Anh La ở bên Mỹ cô bác nhá. Chú Anh La trước có gửi tổng cho Xuân Thiệu là 2,5 triệu. Cái khoản tiền của chú thì Xuân Thiệu vào đây cũng chi đi mấy lần rồi. Còn dư lại là 600,000 nữa. Hôm nay anh em vào sẽ mua nốt những cái món quà, những cái gạo, mì tôm rồi những cái đồ thực phẩm, nhu yếu phẩm vào cho các cháu. Đó, mùa này thì nói chung là cũng vào cái mùa thu ngô rồi. Thế nhưng mà ở dưới này thì hình như là bà con là dòng sâu cũng chưa được thu đâu. Đấy, ngô vẫn còn xanh tốt lắm. Anh em xuống đây thì chưa thấy thu gì. Đấy, hôm nay lại thăm lại mấy chị em cháu Mai nhá. Còn nhớ không? Ờ, bọn cháu nó bây giờ có tới số Mai rồi. Cho mày mình nhổ mày mày cho mẹ á. Ờ, đúng rồi. Phải đấy. Anh Ly bảo là có phải à. Nhà ở chỗ nào còn nhớ không? Chê nhá thế. Chê nhá. Không. Hả? Hả? À, Ly vào đây ở bên kia. À đây, đây là nhà cháu dưới này. Bây giờ cũng mời bà cô bác cùng mấy anh em xuống dưới nhà thăm lại các cháu nhé. Và mang cái món quà của chú Anh La xuống trao lại cho các cháu để cho các cháu có bát cơm gạo mà dùng cô bác ạ. Đấy, anh cầm thùng mì nữa. Vâng ạ, thăm mấy tổng em hả? Có thùng mì, có bao gạo. Đấy. Đây này, cái ngô này ở đây là vẫn còn là xanh cây đây này. Như thế này thì nó cũng chưa được thu. Ở dưới này là kiểu như là nó rồng sâu hơn so với cái khu khác. Đấy. À, gì đây? Em xem cái chìa khóa. Chìa khóa. Vâng. Đấy, sư huynh từ từ thôi. Hôm nay có cái quần jean đẹp thế. Đấy, mà thì vào bản thì người ta phải mặc gọn gàng như thế mới được chứ. Một hơi rồng hai rồng tháo thì tiết là nhiệt dò. Thay đổi muốt liên tục mới được chứ. Bây giờ mình là người lớn rồi, khác chưa, mình phải gọn gàng vào một tí đi đâu thì mới được, người ta mới nhìn vào mình thành một cái gọi là cái con người khác chứ anh. À đéo na mà ơn thằng trong mình gì na là trong trào na có nhiều chia mùa thì thả nó xuống cao vô bốn nghỉ á. Đúng rồi, không mặc quần đùi nữa. Không mặc quần đùi á? Thế thì bây giờ mặc quần jean nghĩa là ở trong là không mặc quần nào nữa à? Mà sao xin tham mưu nữa là mà không mặn nữa rồi. Thế thì gầy, hôm thì mặc quần đùi không mặc quần dài, hôm mặc quần dài lại không mặc quần đùi. Ali chỉ mà đúng một chút chiếc quần jean. Thế là độc mặc đồ cái quần jean kia thôi à? Nó thì có đến đây rồi. Chỉ mặc một chiếc quần dài thôi. Úi giời ơi. Mặc thế không thấy vướng à anh? Thì chỉ đặt kia rồi. Nó đã đặt. Ali bảo là nóng quá. Nóng quá. Nên mặc một cái thôi. Úi giời. Nóng quá thì mặc một cái quần thôi. Người ta phải trong mình phải mặc một cái quần lót vào trong thì đi cái quần jean nó đỡ hơn ấy chứ. Bây giờ mặc đồ cái quần jean kia thì nó ấy lắm. Hô.
Vô cái chỗ có đất nhà cháu đây này. Hả? Hả? Nên vào nhà chưa? Không? Mở cửa thế. À ừ. À, à thanh niên. Anh ở nhà. Hôm nay có nhà rồi. Anh nhà chưa rồi? Ờ. À thì chủ nhau đó. Hả? Muốn gì? Là muốn thử ta. Chị mẹ nhá thế. Nhá sao nhé? Ồ, một hôm đó rồi. Thế là cũng bảo là các con lên chơi nhà trên này chơi rồi. À. Thế đi đi gọi các cháu mày đi. Các con đi chơi á? Đúng rồi. Ừ. Thế đi vào nhà đi. Đi vào nhà đi. Không biết là dạo này là... Ui dồi, cái nhà này. Sợ quá. À, bật cái điện lên tí. Bật cái bóng điện lên. Đấy, phải đấy. Trời ơi, sao quần áo treo lủng liếng thế, để có con quan vào. Đúng rồi, khách nhà cho xong rồi. Hả? Thế là ở nhà một mình, kiểu như là một mình không có vợ là không thèm gọn à? Phải gọn con vào mới được chứ. Nhớ đâu lại bạn gái là về chơi thì nhìn thế này thì cứ lủng la lủng liếng cả. Hả? Bạn chưa nên tao đi đúng nào đúng thế à? Đấy phải á. Hả? Anh Lý bảo là thế anh ở nhà cứ phê tuần này là cha thế này là nó bị làm sao? Ờ. Bị... anh Lý bảo là có phải giặt cha mới thế này là sắp lấy vợ không? Ấy. Anh Lý lúc nào cũng muốn vợ là thế nào nhỉ? Đấy. Người ta là chờ có buộc vợ về rồi hay sao mà làm buồng như thế này? Ồ, bất nhiên rồi là gió, ủa, nhưng mà ta thấy giống như nào? Hả? Chứ mình nhỏ là khía rồi. Và các cháu chắc là ngủ, sao các cháu cứ can vào như thế này? À, đây là các cháu ngủ gì? Vâng. Ồ. Khi chú chóng lý của cháu là... Kiểu như là... À, đi bảo là cái căn nhà bí thế này mà cái giường ngủ làm thế này là cả bí hơn, không biết là ngủ kiểu gì á. Chả thế. Thế này là càng bí, nhà không có ít cửa sổ, không có cái gì cả. Đúng rồi. Ôi dù vào trong nhà cái biết ngay. Trong nhà như là cái lò sấy ấy. Đúng rồi. Ờ. Không biết là mùa hè... này thì là các cháu hay ở như thế nào, không có một cái ló là gọi, một cái ló gọi là thông thoáng. Hình như là cũng chưa thu mua cái gì đâu, đây này cái nhà nước trôi vào đây ẩm xì thế này, ẩm xì hết. Trời ơi, nhìn đúng à? Thế đâu rồi em trai ra đây xem nào? Alo nè. Anh ngồi. Anh đi vừa nãy anh đi cứ nói thế là em ngại. Ngại á? Chưa được thu mua à? Chúng ta sao bất cứ là? Chị ta? À, ngon với còn xanh lề. Hả? À, phải đấy, anh Ly hỏi xem là hôm nay đi đâu về đấy. À. Ngô còn xanh lề thế này thì dạo này mấy bố con lấy gì mà ăn? Đi đồ nên mua nên no đó chị nè. À, phim một chiếc phải lấy nó đi. À, tôi là đi tìm này tìm nọ để về ăn đấy. Tìm này tìm nọ về ăn á? Vâng. Ồ. Trời ơi, nóng quá nhỉ? Sao thế? Em đi ra ngoài ngồi cho nó thoáng tí. Muốn ra ở trong nhà thế này nóng lắm. Thôi, về đây anh trao cho cái món quà này xong là mình ra ngoài ngồi nói chuyện sau. Chứ còn rất là nóng. Trong nhà này bí quá. Bí. Đấy, em trao về đây, em trao tên là gì nhỉ? À, về hồi nhá. Xính à? Xính à? À, Xính à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, thanh niên này? À, lộ bè, xa bè. Xa ní mơ chả xong nè. Ờ, giá trị xong. À, thế là sắp có 30 thôi. Sắp có 30 thôi. Vâng. Vẫn còn trẻ. Bảo là chỉ dạo này thế bảo là các cháu bảo là hay đi uống rượu lắm phải không? À, tới đủ cho mình nhỏ thì ở phim mới chỉ không họ cháu tiệp thôi. À? À, thế không bảo là không uống rượu. Không uống rượu. À, bây giờ không có vợ thì là nó sẽ nhiều cái là rủ rộng hơn. Đúng rồi. À. Thì chỉ muốn một tuần nữa thì cho chúng lại mình chỉ lúc chơi thả mình chỉ lúc có gì đó. Sau phải là công phải là bỏ hết chi. À. Trên quất té rồi đại cái gì thế? Anh Lý lại bà, anh Lý lại hỏi là nếu mà như thế nào thì là anh Lý đưa đi tắm gái đấy. Ấy. Đấy, phụ ông một nhà là đó sẽ chỉ cho phép thằng luôn. Anh Lý bảo là bây giờ thì ở nhà không nên đi chơi linh tinh. À. Ở nhà với các cháu để tu sửa lại ăn. Đúng rồi. Bây giờ về các cháu có bố phải nom các con tí. Đấy, hôm nay anh vào đây thì có mấy cái món quà của chú Anh La ở bên Mỹ nhá, có gửi cho các cháu đấy, trị giá là 600.000. Một thùng mì, một bao gạo, trong này có cá khô này, xong là lấy về cho các cháu dùng nhá.
với lại dầu rán mắm muối mình chỉnh ở trong cái túi đấy. À, nó lên cái đầu tiên là này này tôi nói nhỏ chuyện này cũng mà in hàng chặt khoa, in hàng chặt khoa nhau nhỉ, in hàng chặt khoa lo ấy, đấy. Ở in hàng chặt khoa tiếc ấy bắt xuống, tiếc ấy khoa ấy sắp phải tông đấy. Ở nếu mua đó thì ở tàu ấy ôm một rồi, nên cho nên chỉ tôi nọ. Hả? Hả? À chỉ cho trong xe là gì? Sao cái bên thần đấy? À, mua mua đồ gì này? Mua. À chỉ mua rồi. Hả? Thế là. Sao sáng trở rồi tôi xin giờ lan nhé phải không? Chị bác Hải kia. Hải đi chơi to mà. Hải chỉ chơi là Hải lớn to mà. Đã xí xí. Đúng rồi, Hải đi vào. Mình dạ đi. Mình lần đầu tiên cũng như thế đấy. Chị bác Hải. À mà. Xin nhận nhận đi. Xin là. Ừ. 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 Sợi con rẻ rồi cho lấy cho mình giàu nhé. Nó sắp sinh nhé. Thì... Anh công bảo là rất là cảm ơn đến anh làm đi. Anh làm rất là nhiều, có cái phần quà như thế này cho mấy bố con thì là mấy bố con sẽ có cái bữa cơm gạo mà ăn. Do vừa rồi thì là cái ngô ở trong nưa anh ấy là vẫn chưa thu được. Do là năm nay thì anh trước đó thì đi làm và dòng muộn hơn. Bà dòng thì là bao giờ là chưa được thu ấy. Nhà khác được thu, nhà nhà mình vẫn chưa được thu. Thì anh cũng rất là vui hôm nay có cái phần quà này. Trong nhà nóng thật đấy, tại vì là không có cửa sổ, không có cửa nọ cửa kia, có mỗi cái cửa vào như thế này thì đúng là vào trong này nóng quá. Có mỗi một cái lỗ duy nhất là đi ra đi vào. Cái này mà làm cái nhà cho các cháu ở thì đúng là cũng quá mệt mỏi. Vào rất là ngột ngạt, ui dù đây này. Thế thế cái đá đất dồn xuống đằng sau này chuyển đi hết chưa? Chưa, ai nào đi, phụ tá thăm có chuyện này. Nó phụ tả rồi. Anh bảo lấy đi hết rồi. Lấy đi hết rồi. Lấy đi để cho nó nước khỏi ngấm vào nhà. Thế là cũng được. Ngũ trước cũng nhiều lắm anh ạ. Nó tụt xuống. À, tụt xuống dưới này. Tụt xuống dưới này phải lấy đi nó mới thoát mức nước. Đấy. Hả? Sao xui? Xuống cái dưới tả lâu. Ý. Đâu có lấy tụt tả phụ tả. Anh Ly dạo này tìm hiểu nhiều lắm. Tào lấy. Tào lấy anh ạ. Anh Ly bảo là thế dọ cái chỗ này sạch như thế. Hả? Nên chặt chủ chỉ chặt chủ cái chặt chủ đấy nó mà tiếc chỉ là nó hả chỗ này một mình làm hay là mấy người làm thì anh công bảo là cũng đi gọi mấy người giúp làm được hai ngày mới xong ấy. Thì anh đi bảo là xong như thế này phải có một cái gì để gọi là ma mạ một tí chứ. Ngon là mới còn xanh lắm anh ạ. Thế này là lấy về ăn rồi chứ hả, hả em xính? Là cho nên đi, phụ tăng đại lộ nó là... Con bảo là lấy về ăn cũng khá nhiều rồi đấy. Thế bây giờ là toàn lấy cái ngô này về ăn thôi? Nên thì chơi vui ăn đại lộ nó rồi. May bà còn ở nhà còn trồng được cho như thế này. Nếu mà bà ở nhà không trồng cho được thế này thì bây giờ về đi làm không được đồng nào về thì cái gì mà cho các con bây giờ? Không có gì để cho các nghĩa là cả nhà ăn bây giờ ấy. Cả nhà bây giờ là không có cái gì mà ăn đấy. Vâng. Bây giờ mới tỏ ơi cái kìa, các cháu về kìa anh. Đâu? Cái kìa. Các cháu về hả? Đâu xem nào. À kìa khơi đây. Kìa khơi đây. Đi đâu về thế này? Xin chào. Ai dạ. Nó khơi này kìa. Hả? À khơi này ấy. Nó hả? Ôi dồi, nhưng mà đi mình đưa cái sao mà ướt hết cả quần áo như thế? Nếu mà thử thầm anh. Đi tắm về. Đi tắm về á? Vâng. Trời ơi sao lại đi tắm cái kiểu ấy, bây giờ ướt như thế, hết người thế này lại ốm bây giờ. Chỉ muốn xuất chơi thì chẳng ấy, chỉ trong nhau thôi. Đi thay quần áo đi. Sao không nhỉ? Chó này là không tắm. Không tắm gì? Đấy, cái chó này không ướt phải không? Thế đi tận đâu chơi về? Nếu mà không thể đó, bò. Bò. Bò thử thế là bò từ nì à? Lênh. Đây là lành, đây là bò, đây là mai. Cũng gần giống như là mấy chị em Mai Po bên kia đó. Mấy đứa này thì nó lớn hơn rồi. Vâng. Các tự lo được cho bản thân rồi. Và nếu mà họ thì lo. Thế là đi lấy chiếc kia. Vâng. Nhỏ nhọc hết thế này. Bây giờ cũng chắc là sắp được đi học rồi đấy nhỉ anh nhỉ? Chuẩn bị đi học rồi. Đi tập trung chưa? Po? Đi tập trung chưa? Chưa. Cũng gần đi rồi. Bây giờ các thầy cô giáo đang dọn dẹp trường lớp chuẩn bị... cho một năm học mới rồi. Bây giờ mấy bố con ở nhà cứ như thế này. Bây giờ thì về rồi thế này thì xem là
ở nhà giúp các con làm cái nọ cái kia thôi, đừng có mà đi rượu chè là không được. Đợt trước thấy cháu Mai bảo là đi hay đi uống rượu lắm ở đâu ấy, đúng không? Hả? Thật phần giới tí sao từ ở tầm mẹ tầm mai đến hồ lên hai hai tiếng mà chỉ khi kiếm bỏ học cháu nha là chỉ bỏ chứ là tiếng địa này chỉ bỏ học cháu à hả à anh bảo là trước là đi làm cái này cái nọ ấy thì là cũng hay uống một tí rượu về cái kiểu như là không có vợ là cứ hay đi rượu chè lắm mà chỉ muốn vấn đề đi mà thì mua chỉ khen mua nhiều xe mà mua chỉ khen mua vỏ chứ giàu đấy hả đúng rồi ờ nhớ đi á à anh cũng bảo là đi gặp bạn bè thì là cũng ngồi uống rượu ở tâm sự về là không có vợ cái này cái kia à. Là hay uống rượu đấy ờ ừ. Uống rượu thì chỉ cho chim chó mù vào là ôi chị 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 vậy đi như thế rồi thì đừng có đi uống rượu, đừng có đi lang thang, về nhà mà ở với các con. Anh này anh có chưa có vợ, anh có không nghĩ như thế. Anh còn đang đi tìm vợ, về mà mình đi tìm vợ sau này cũng được. Đúng rồi. Hả cho ô, thật thì mà tôi cho mấy mà mù, cho tôi xe, cho dù là mà nhưng mà trong kia tôi xe rồi. Được không à, anh có làm được không? Hả? Anh đi bảo là bây giờ nghĩ làm gì nữa. Người ta không thích mình nên người ta mới bỏ đi. Đi tìm về cho chắc người ta đã ở. Anh đi bảo là họ để cứ ở nhà đi. Khi nào trời nắng á, anh xuống dưới là anh đưa cả em còn anh đi tăng ngay. Ôi trời. Có đưa được không? À, có đưa được anh này đi không mà nói. Có đưa được không mà anh bảo thế. Ơ bố, cái chết này thật lắm cơ. Hả? Ca thế này. Anh đi bảo đưa đi đấy. Bây giờ Tân mình còn lo chân nổi. Đi lo cho người khác. À lì to bậu thế. Thế là thấy em cứ buồn thế này là muốn rủ em đi cùng tân gái. Trời ơi. Ấp bọn thì phi chợ trò thì phi tranh từng nhà. Nhân thì ở tiệm thì ở trong thằng Long Cao á. Em mà nhảy nhảy với chúng thế trong thằng Long Cao chứ chính nhảy. À anh đi bảo là nhì kể là có vẻ em không được vui buồn buồn ấy à. Phải đưa đi tắm gái để nó yên đời hơn à, anh nghĩ là giống như trước của anh phải không chưa là anh tháng nào anh đi ngày xưa chưa đưa đi anh nghĩa là chưa đi cùng với anh em tán gái thì ở nhà cứ buồn thủi thế thì ngày đi với anh em là có người yêu cái là cứ vui tươi suốt ngày như thế là phải rồi thế đi không em trai này có đi không có đi với anh đi không ấp buồn thọ tuổi già cha đi một thằng không cao hả không á là chơi mà ê chết chưa đấy em bảo là anh Lý đã nói thế thì em sẽ ở nhà khi nào trời nắng thì em là chờ anh Lý đấy à. Anh này thì anh cũng chưa có vợ nghe là bây giờ anh thì cũng có người yêu rồi thế nhưng mà em thì nó khác nhá em bây giờ anh bảo này bây giờ là có con rồi ba đứa con như này rồi bây giờ thì mình phải năng chịu khó mà lo mà chăm các con để các con còn đến trường đến lớp mà học đấy cứ kiểu như là bỏ bê là không được nhá. Bây giờ là lúc cần sự quan tâm nhất của bố mẹ. Đấy, bây giờ ví dụ vợ em nó đã không muốn ở với mình thì em có thể tìm thấy nó cũng không bao giờ về nữa đâu. Đấy, nếu mà nó xác định nó đi thì nó không nghĩ là quay về với em nữa thì nó mới đi như thế. Đấy, bây giờ thì mình không phải lo, không phải nghĩ cái gì nhá. Nó đi thì coi như là cho nó đi luôn đi, không nghe là không buồn chán nữa. Đấy, cứ yếu xìu thế này thì làm ăn cái gì? Làm đi tìm vợ hàng bao nhiêu tháng trời thế thì về tay trắng không về được đồng nào ấy. May vợ bà ở nhà còn giúp được các cháu dòng được ít ngô còn có ngô mà ăn bây giờ nếu không thì bây giờ lấy cái gì mà ăn à tôi tin là thế ôi thì phân tích khi mà chỉ chắc xá xin tao à lâu rồi nhá chơi giờ lâu cho nhiều cái bê tủ chơi lâu uống nó hàng hot chế à phân tích chơi thì tuy là tiền sang ta chú ý cả đại hình tích khi mà rồi hôm chơi thì chỉ tao xem nó là tích khi mà chơi à ôi chỉ cho mua vào lên thì sao tao đi rồi tận thế tàu này lò này chỉ nó nhỏ thế, để chỉ thắp một vỏ bông điện bao rồi, lò uống nó hào sảng, ha, hả? Như nào nói to lên một tí nào, còn sao thì nó nhỏ nhẹ thế? Mình phải ăn to nói lớn vào mới được chứ, đấy anh Ly kia, phải nói to như anh Ly mới được kia cả. Hả? Anh cũng bảo là bây giờ thì chắc anh cũng không đi nữa. Anh ở nhà để ít nữa là thu ngô và giúp các cháu là để làm việc này việc kia. Bây giờ thì gọi là
không còn bao lâu nữa đâu là các cháu lại đến lớp để trường rồi. Đúng rồi. À, nên là anh ấy, anh cũng gọi là ở nhà để làm cái này cái kia, như kiểu làm việc nưa các kiểu ấy. Nhưng mà mày anh thì chắc cũng nhiều việc. Ừ. Muốn đến đây thì còn chó. Chó đi. À, anh có bảo là bây giờ đi lau thế là chắc người ta không không về nữa rồi. Đúng rồi, theo kéo người ta lấy chồng mới rồi em ạ. Đấy. Là yola ti chết đấy. Nhưng mà chết. Nhưng mà anh đi bảo là bây giờ em giống như anh trước kia thế nhỉ? Anh trước kia là cứ như kiểu là ngu hết người đấy. Thế anh trước kia là ngu hết người á? Thế bây giờ còn ngu không? Mà thế chị chua rồi hả? Chị chua lắm. Mày sao lấy vợ là không ngu đấy nhỉ? Biết lấy vợ là khốn đấy. Bây giờ là tỉnh táo hơn rồi đúng không? Nên mà mấy bé mình chị à? Dạ bà. Thảo à, ô hát thì ít tuổi nhỏ thì làm mấy tin mà ông tuổi tuổi à? Chó này gì mà? À? Ôi dồi, chắc cái thuốc tôi mà dùng hơn chị mình chị. Nhìn chè chị thôi à? Thành yên đến là lúc nào cũng thế. Mọi thứ đều màu hồng hết huynh nhỉ? Đấy, đến da mặt hôm nay vẫn còn thấy hồng hồng hay là được chén nào chưa? Sáng nay được chén nào chưa? À, chỉ do mình pin mà nó nhỏ. Chị ta hỏi á? Chị ta hỏi. À, không chưa được chén nào đó. Chưa được chén nào gì? À, bây giờ da mà cứ hồng hồng như kiểu là gạt sắp đẻ này. Bây giờ kiểu như là sắp có vợ đâm ra là nó phải thay đổi chứ. Da mặt người các thứ nó phẳng độ hồng hào ấy nhớ. Đấy, em trai này từ đợt trước vào là thấy cứ yếu xìu suốt như thế này. Đấy, đâu cháu Mai đâu. Về đây bác bảo này, bác hỏi nhé. Đấy, sắp đến trường chưa? Thế bên lớp chưa? Có giáo gọi đi tập trung chưa? Chưa. Thế bác hỏi một chút, thế dạo này bố còn hay đi như dạo nọ không? Không cái gì? À, từ được trước bác vào kia đến bây giờ bố còn hay đi không? Không đi rồi gì? Thế là ngon rồi phải không? Thế bố ở nhà một mình bố có hay uống rượu? Cũng không cái gì? Có thật không? Phải nói thật đây nhá. Không được nói dối là không tốt nhá. Đấy, bây giờ mà bố lại còn xuống dốc không phanh nữa thì thôi luôn đấy. Bây giờ phanh là... đi xuống dốc bây giờ phanh lại không đi nữa nhé, không trượt bát tanh nữa. Như anh Ly là bây giờ anh Ly là con rồi. anh Ly bảo là em giống như anh dạo trước ngu hết người. Không có vợ là ngu hết người anh nhỉ. Đấy, đúng y chang như thế đấy. Nên là như xưa em trai này là em xinh hay xính này này. Xính. Xính này này, bây giờ vợ bỏ đi cũng ngu hết người đấy. Cũng nhìn mặt thì cứ lúc nào cũng ỉu xìu buồn bã thế này. Làm gì được tôi giống như xưa hình nhỉ. Y chang như xưa hình như trước nhỉ. Đấy rồi. Ý là đi ở tháo tao tháo lòng cao hả? Dạ vậy. Tháo tháo lòng cao bà chứ. Thế là anh Ly dạo này là anh Ly là yêu đời hơn. Mới bảo em trai này hôm nào trời nắng đi cùng với anh tán gái mà thấy chứ. Chờ nắng anh Ly còn vào đây để đưa đi ấy. Hai anh em khác đi rồi. Nếu như thế là hai anh em khác đi thôi. Mà nét có một thao ok rồi. Là nét nhiều nhé. Cho xây một thảo kê là cho nhiều nhé. Ôi dù tỉnh ra thảo kê chơi cho bố mẹ hóa khế tả và dọc tới mũi. Chơi chống mũi ra khế tả. Chơi hóa cái công thầy tú. Không được đâu. Anh Ly bảo là đưa đi 8 cộng một chỗ xong lại đi. Như thế này là đi là không được. Tí nữa người yêu của mình nó lại không thích mình thì sao. Lúc đấy anh em mất chỗ đấy. Chả dạ gì anh ạ. Nói thế để mà gọi là động viên tinh thần em thôi. Chứ còn thấy em thế này thì phải nói là cái cuộc sống nó không vui tươi thế nào cả, chả làm cái gì cứ suốt ngày cứ ủ rũ thế này. Đấy, xem mà đi ra nương mà làm cỏ hay làm cái gì ấy. Nhưng mà hình như là gia đình cũng có một con bò hay con gì hay sao phải không? Nên mới chơi nhau nhỉ, lò chị này. Chơi nhau á? Ở hóa liền mà. Là anh cũng có con vật nuôi đấy. Vâng. Bò nhà mình hay bò nuôi gì? Nhỏ đi à? Là bò của anh đấy. Bò của anh á? Vâng. Thế là từ trước vợ con ở là đã có con bò này rồi à? Thỏ, bò này nhỏ thì hát tí mua được nhộng á? Thỏ mình chỉ tâm mùng. Hát chỉ rõ tính nhộng mình chỉ tâm mùng. Thế là anh cũng có con bò trước vợ bò đi. Ồ. Vâng. Rồi. Nhanh đi nha. Thôi đi, bác đi nha. Bye bye. Bye bye. Anh cháu rất là xinh xắn. Đấy, đây này, cái ngô này cũng không tốt đâu, cái bắp nhỏ tí ấy. Đấy, nói lên nhanh đấy á.
bắp đầu tí. Cái này thì là gia đình ấy lấy về ăn hết rồi. Lấy về luộc ăn từ được cho anh vào, các cháu không có gì ăn là lấy về để luộc rồi. Vâng. Bây giờ nó cũng già già rồi nhưng mà những cái bắp nó không được tốt lắm đâu. Đấy ạ, có bắp đây. Bẹt tí thế này thì đúng là không ăn thua. Vâng, cái năng suất thế này thì năng suất không được cao. Vâng, năng suất không có nên là như thế này thì thu hoạch được rất là ít luôn. Đúng rồi. Rồi, bây giờ có lẽ là mấy anh em cũng dành thời gian đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi các bác ạ. Đó. Em đi chào ông bà nào. Quay về mình chào bà. Chào ông bà nào, xong anh em đi nào. Xin chào ông bà. Xin chào ông bà. Xin chúc ông bà thật nhiều sức khỏe. Xin chúc bà thật nhiều sức khỏe. Chúng con đi về. Chúng con đi về.